Cà phê nóng sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thông tin tỉnh Bắc Cạn có hàng trăm học sinh mắc bệnh lạ, virus lạ, sốt chưa rõ nguyên nhân khiến cho rất nhiều người cảm thấy lo lắng. Và vào ngày 27 tháng 10, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Tôn, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Cạn khẳng định một số thông tin này là chưa chính xác. Và theo như kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nguyên nhân khiến trẻ sốt nhập viện là do mắc cúm B 5 trên 7 mẫu. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn đã lấy 7 mẫu bệnh phẩm, 3 mẫu tại khoa nhi, 4 mẫu lấy tại trạm y tế thị trấn Bằng Lũng, chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nguyên nhân khiến trẻ sốt nhập viện là do mắc cúm B 5 trên 7 mẫu. Toàn huyện đến ngày 25 tháng 10 có tổng số là 736 người mắc, trong đó có 109 trẻ vào viện điều trị, 1 ca tử vong. Riêng chiều ngày 25 tháng 10, tại khoa nhi của Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn tiếp cận thêm 12 bệnh nhi có biểu hiện là sốt, đau họng, chủ yếu là học sinh các trường tiểu học mầm non. Biểu hiện lâm sàng sốt nhiệt độ 38,5 đến 40 độ, ho, đau họng, người mệt mỏi, không đau tức ngực, không khó thở, không xuất huyết dưới da,